Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu môn tiếng Việt. Chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 16, ước mơ. Bài 3, vần yên, yên. Bây giờ cô trò mình cùng đi vào tìm hiểu tiết 1. Đầu tiên, mình sẽ vào hoạt động nhận diện vần. Tiếng có vần mới. Ở đây cô có một bức tranh, các con hãy quan sát bức tranh này và cho cô biết tranh vẽ gì nào. Bây giờ thì cô chắc rằng các con đã có được đáp án cho mình rồi phải không? Cô thì cô quan sát thấy được bức tranh đang vẽ cảnh biển. Và có một bạn nam đang dắt xe đi dạo quanh bờ biển. Trên xe của bạn ấy có cái yên xe, là phần đệm dùng để ngồi đấy các con à. Các con hãy nhìn đi, bức tranh của mình phong cảnh thật là bình yên. Và cô còn thấy được dọc đường đi có các đèn điện. Còn trên bầu trời thì có đàn chim yến đang bay lượn đấy các con. Từ bức tranh này, cô có các tiếng, các từ mới như sau. Biển, đèn điện, chim yến, yên xe, bình yên. Bây giờ các con hãy quan sát các tiếng, các từ này và thử suy nghĩ cho cô xem tiếng nào chứa vần mà ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng học với nhau. À, cô tin rằng chắc là các con đã tìm được các tiếng đó rồi phải không? Cô thì cô nhận thấy được tiếng biển, tiếng điện trong từ đèn điện có chứa vần yên. Cô sẽ tô màu đỏ. Và cô còn thấy được tiếng yến trong từ chim yến, tiếng yên trong từ yên xe, và cuối cùng là tiếng yên trong từ bình yên có chứa vần yên. Và cô sẽ tô màu xanh để cho các con có thể dễ dàng phân biệt được. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại một lần nữa các tiếng, các từ này nhé. Biển, đèn điện, chim yến, yên xe, bình yên. Bây giờ cô trò mình cùng đi tìm hiểu vần yên. Các con hãy cùng quan sát. Đây là vần yên. Yên thường, cô sẽ tô màu đỏ. Còn đây là vần yên, yên hoa. Cô sẽ tô màu xanh. Và cuối cùng là vần yên viết thường mà các con sẽ viết vào vở. Ở đây cô có một bức tranh vẽ cảnh biển. Thông qua bức tranh này cô muốn nhắc nhở các con một điều. Vì lứa tuổi của các con còn nhỏ, do đó các con không nên đi tắm biển một mình. Và cô cũng muốn nói mình không nên xả rác bừa bãi ngoài biển. Cần phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển nhé các con. Từ bức tranh này cô có tiếng biển. Cô đố các con trong tiếng biển có âm và dấu thanh nào mà mình đã được học? À, cô tin rằng các con đã nhớ rồi phải không? Trong tiếng biển có âm bờ và dấu thanh hỏi mình đã được học. Và vần yên chính là vần mới của ngày hôm nay cô trò mình cùng nhau tìm hiểu. Các con hãy cùng quan sát vần yên. Vần yên được cấu tạo bởi ba âm, đó là âm y đứng trước, âm e đứng ở giữa và âm n đứng ở sau. Các con hãy lắng nghe cô đánh vần vần yên nhé. I, e, n, yên. Bây giờ cô sẽ đọc trên vần yên. Yên. Các con hãy bấm dừng video và đánh vần. Luyện đọc trên lại vần yên nhé. Tiếp theo sau đây, các con hãy cùng cô đi đánh vần tiếng biển.
Tiếng biển gồm có âm bờ đứng trước, vành yên đứng sau và thanh hỏi nằm trên đầu âm ê. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đánh vần tiếng biển. Bờ yên biên hỏi biển. Cô sẽ đọc trên tiếng biển. Biển. Các con hãy bấm dừng video và đánh vần đọc trên lại tiếng biển nhé các con. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thêm một vần nữa của ngày hôm nay, đó là vần yên. Bây giờ các con hãy quan sát hai vần này và cho cô biết hai vần này có gì giống và khác nhau. À, cô tin chắc rằng các con đã tìm được điểm giống và điểm khác nhau của hai vần này rồi đúng không nào? Cô thì cô nhận thấy được hai vần này có cách đọc giống nhau. Và cả hai vần yên này đều có âm ê ở giữa và âm n ở cuối. Còn điểm khác nhau là vần yên phía bên tay trái của cô có âm y ngắn đứng trước, còn vần yên phía bên tay phải của cô có âm y dài đứng trước. Và cách sử dụng của hai vần này cũng khác nhau đấy các con à. Vần yên có âm y ngắn đứng trước sẽ luôn có âm đầu. Cô ví dụ như từ con kiến, đèn điện. Còn vần yên có âm y dài đứng trước sẽ không đi với âm đầu. Cô có các từ như chim yến, yên tĩnh, yên bình. Các con hãy lưu ý điểm giống nhau và điểm khác nhau của hai vần này để chúng ta có thể sử dụng một cách thật là chính xác nha các con. Các con hãy cùng quan sát lên màn hình. Đây là vần yên in hoa, còn đây là vần yên in thường, và cuối cùng là vần yên viết thường. Cô xin giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của chim yến. Chim yến là một loại chim quý, người ta dùng nước miếng của nó để làm tổ yến. Đó là một loại thức ăn rất giàu chất dinh dưỡng và rất là tốt cho cơ thể của con người đấy các con à. Vì vậy chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ các loài chim quý. Và từ chim yến có tiếng yến mang vần yên, là vần mới mà ngày hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau học. Cô muốn lưu ý với các con, vần yên được cấu tạo bởi ba âm, đó là âm y đứng trước, âm ê đứng ở giữa và âm n đứng ở cuối. Bây giờ cô sẽ đánh vần vần yên, các con hãy cùng lắng nghe nhé. Y ê n yên. Cô sẽ đọc trơn vần yên. Yên. Các con hãy bấm dừng video và đánh vần đọc trên lại vần yên nhé. Tiếp theo cô trò chúng ta cùng nhau đi đánh vần tiếng yến. Tiếng yến không có âm đầu, chỉ có vần yên và thanh sắc trên đầu âm ê. Bây giờ cô sẽ đánh vần tiếng yến. Y ê n yên, sắc yến. Cô sẽ đọc trên tiếng yến. Yến. Các con hãy rèn đọc lại cũng như đánh vần tiếng yến nhé. Như vậy là ngày hôm nay cô trò chúng ta đã được học hai vần mới, đó là vần yên và vần yên. Bây giờ mình cùng nhau đi đánh vần và đọc lại toàn bộ bài của ngày hôm nay nhé. Y ê n yên, yên. Bờ yên biên hỏi biển, biển. Y ê n yên, yên. Y ê n yên, sắc yến, chim yến. Như vậy là ngày hôm nay cô trò chúng ta đã được tìm hiểu và đọc hai vần mới, đó là vần yên và vần yên. Thì bây giờ cô có một nhiệm vụ nho nhỏ dành cho các con, đó là các con hãy tìm các tiếng, các từ ở ngoài bài có chứa vần
yên và vần in, sau đó đọc cho bố mẹ cùng nghe nhé. Như cô thì cô đã tìm được các tiếng, các từ có chứa vần in màu đỏ như từ tin tín, viên bi, hiền lành. Và vần yên màu xanh thì cô tìm được các từ như yến mạch, yến sào, yên lặng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng sang phần tập viết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện viết vần yên, biển, yên, chim, yến. Trước khi vào luyện viết, cô muốn nhắc các con tư thế ngồi viết. Khi chúng ta ngồi viết, các con lưu ý ngồi thẳng lưng, hai chân để song song và ngồi thoải mái. Tay cầm bút bằng ba ngón. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết vần yên. Đặt bút ở đường kẻ ngang 2, viết con chữ Y. Rê bút nối nét, viết con chữ E. Rê bút nối nét, viết con chữ N. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2, lia bút, viết dấu chấm của con chữ Y và viết dấu mũ của con chữ E. Các con hãy bấm dừng video và luyện viết vào vở nhé. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con viết chữ biển. Đặt bút ở đường kẻ ngang 2, viết con chữ bờ. Rê bút nối nét, viết vần yên và dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Lia bút, viết dấu hỏi ở phía tay phải của dấu mũ con chữ E. Bây giờ các con hãy bấm dừng video và luyện viết. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con viết vần yên. Đặt bút ở đường kẻ ngang 2, viết con chữ Y cao 5 ô ly. Rê bút nối nét, viết con chữ E. Rê bút nối nét, viết con chữ N. Điểm kết thúc ở đường kẻ ngang số 2. Lia bút, viết dấu của con chữ E. Các con hãy luyện viết nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con viết từ chim yến. Đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3, viết chữ chim. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Cách một con chữ O, đặt bút ở đường kẻ ngang số 2, viết chữ yến. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Như vậy là chúng ta đã biết cách viết từ chim yến. Như vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn các con viết vần yên, biển, yên, chim yến. Cô muốn lưu ý với các con, khi viết chúng ta cần ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, viết đúng độ cao, độ rộng và khoảng cách giữa các con chữ. Cô chúc các con có một buổi học thật là vui vẻ. Cô chào tạm biệt tất cả các con.